hay vào dòng thông xưa hay đi thăng ở Thái Bình hay vào. Xin chào tất cả các bạn nhé, tại Trung Bonsai đang ở một vườn cây ở gần trung tâm Điền Xá đấy. Triển lãm thông mới là làm đá. Đang đi qua thì gặp ông anh đang ở đục cây, mình cũng ghé qua để ghi lại hình gửi tới anh em trên cây nhé. Trước anh em tham khảo. Có một vườn ở trong cũng trong Ninh Bình ở chỗ. Cái này trước cũng làm cây hoàn thiện đấy nhỉ? Sáng. Trước ở chỗ hoàn thiện ở qua gần dốc Giang. Cái này có vẻ rụt rịt côn đấy anh hiểu nhỉ? Côn rồi. Côn cây đó. Nhìn cây cũng bịch bết đấy. Đoạn trên này rất côn, đoạn trên này này. Đoạn trên này không khéo thành cây. Những cái cây này thì anh cho anh em tham khảo giá bao nhiêu em? Tầm trước ở đây. Nó hoàn thiện thì nó ấy, cái giờ mình cắt để phôi mình đang nuôi lại nên là cũng chưa. Chưa có cái giá gì. Có cái giá. Mà. Anh đang giải quyết những vấn đề phô của cái bộ bệ đúng không? Dễ nhiều cái dễ rất là phô. Nó công nghiệp quá giờ đang xử lý thôi. Dễ nó phô quá. Anh ở gần đây không nhỉ? Em á. Vâng. Nhà em đây. Nhà anh đây luôn à? Vâng vâng. Bọn em trước có mấy anh ở Hà Nam vào làm cũng đục nhiều. Trong em thì chỉ cái vấn đề đục thì đang là ít. Đấy ít thợ lắm. Đây cũng ít đục hạn chế. Vâng. Nên em cũng không thích lạm dụng vấn đề đục nhiều quá. Vâng. Nhưng nhiều cây đục vào đẹp chứ. Vâng. Đục vào rất là đẹp. Cái này nó tuổi đời nó khoảng bao nhiêu năm nhỉ anh? Cái này nó được 15 năm rồi. Tầm 15 năm. Mà nhìn nó già nhỉ? 15 năm là nguyên mình để tay bông rồi. Vâng. Nhưng còn gốc này của nó trước là nó lâu rồi. Nó khoảng em đuối bước khoảng 30 đấy nhỉ? Tầm 30 năm. Nó chỉ sắp xỉ tầm khoảng 2-3 năm thôi. Nhìn ra nó màu sang thật. Cái này sau thì bông nó cũng chỉ thấp tầm đây thì nhỉ? Nó chỉ tầm đây thì cây này nó chỉ cao được vậy. Cao lắm thì 60 sao mấy? 70. 70 đúng không? Không đến đi. Bên này nó ưa đủ gì hết rồi. Đây, anh em xem và tham khảo nha, những cái đường đục của anh. Anh tên gì nhỉ? Em tên Thọ. Anh Thọ. Tên. Không phải là mình thích can thiệp vào nhưng mà nhiều cái là cần phải can thiệp vào đúng không anh? Vâng. Cái can thiệp vào nó đẹp ra. Trình nó còn hơi non các bác xem các bác. Không, cái này thì anh em tham khảo thôi, mình cũng không phải giỏi ra gì nhưng mà cái cây của mình thì mình làm cho anh cũng nhau. Vâng. Nên là thôi anh cũng có thể góp ý hoặc là có thể học hỏi nhau. Trong em thì cũng rất nhiều anh cũng cứ làm thôi. Cái hay thì người ta học và không hay thì người ta góp ý mà anh em thông cảm mà. Là cây nhà nó cứ làm nhưng mà ngoài đây đa số là những thợ rồi, không nghĩ là thợ rồi đục vậy thì sau nó vén nó những nhanh thôi nhỉ. Nhưng em thấy nhiều ông cứ để cây nhốc nó rồi đục là cái đấy có ổn không anh? Như anh thì anh ở đây đục thì như ở đây thì kỹ thuật người ta trồng chăm tốt thì vâng. Vấn đề đấy làm vậy thì nó nhàn vâng. Sạch sẽ nó đảm bảo hơn. Thực ra cây mà nó được ở như trên chậu mà nó khỏe thì đục nó sướng thôi anh. Thì ông rũ hết ra rồi, em thấy rũ hết ra đục thì cũng được thôi nhưng mà em nghĩ là cây nó yếu luôn. Tham quan một số cây ở vườn anh nhé. Tác phẩm này cũng vừa được anh Thọ cắt đi, xử lý một vài chi tiết. Nha. Cây thì rất là côn.
cục này cũng già đấy, nhiều à, già tương đối. Dõi cục này nhiều tiền không? Cái đấy nó rất già đấy. Và nhiều, già nó nhiều tiền không? Hơn chục rồi. Hơn 10 triệu tác phẩm này nhé. Già quá rồi nhưng mà này, già chun hết lại rồi. Đó, đầu rồng này đâu. Trực nguyên chi này, cũng được hạ tay chân. Không có sẹo phải làm cho phải có sẹo. Kinh bonsai này quay cây to lên này. Cây chết. Bonsai cứ lớn. Cây này nữa không? Hôm nay may chắc là ngày hội nàng nên là không đi làm cho người khác được nên phải ở nhà làm cây nhà mình đây. Khỏa thân nhìn đã thấy sướng rồi. Vâng. Kênh của anh xong. Em thì xem hay phết đấy. Hả? Và kênh của mấy các bác này. Bọn em làm phong trào đấy anh ạ. Nói khi nhiều lúc là cây cối trong bọn em nó trầm nên một năm nó trầm rất nhiều. Bọn em giờ khuấy động cả cái tỉnh Thanh Hóa nên chứ. Cây trong đó rất sôi động đấy. Xem suốt đấy. Bọn em quay thì nó thực tế nó không có ấy. Vườn nào bọn em cũng đưa lên. Cây nhỏ cây to rồi là những cái cây gọi như người ta có nhiều cây người ta bảo vứt đi bỏ đi bọn em cũng quay nữa mà. Nhưng mà thôi vì cái phong trào chung thôi. Chứ bây giờ mình cứ chọn cái đẹp thì bọn em đi triển lãm nó nhiều cái đẹp lắm. Người ta lại không xem. Cái này là một người ta biết đến thì hàng nghìn người ta biết đến thì cũng hay hơn. Nhưng cái phôi này giờ khoảng giá khoảng bao nhiêu? Phôi này con này là đang làm chưa có giá. À, đang làm. Chắc là tâm huyết rồi nên để lại. Nghề là có giá. Đúng rồi, như là nghề cũng phải có cái giá. Chẳng hạn đục gì làm về phôi thì vẫn phải có giá. Chưa hoàn thiện gì đây, là không phải vì thực ra là cũng có người người ta thích cái giá của anh đưa ra, nhưng có người người ta không thích thì anh cũng phải cho cái giá. Bởi vì với những người có nghĩa là anh nhà mình chơi cái cảnh có thể mua sẵn sàng mua cái phôi thôi. Vâng, không cần phải thành hình mới được. Đây nha, rất nhiều cành già anh đã hạ xuống nha các bạn nha, đẹp nha. Bọn này chắc thành cây hết, sau này thành cây hết rồi. Với những người ở điện xá thì người ta không bỏ đi một cái gì hết. Những cành này có thể thành cây hết rồi. Cây mình dâm được mà. Vâng. Đó nhá. Đấy nhà, cái cây đó là có thể dâm thành cây lùn. Vâng. Nó rất là lùn đây này. Họ xử lý rất là tốt thì những cây này cây mini. Vâng. Bonsai. Nhiều cây giờ dâm không dễ hả? Dạ. Đang cắt này để dâm cái gì nhỉ? Vâng. Đây. Lý 1-2 bước nữa thì nó dâm thì cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Nó sống cao hơn đúng cái loài kích thích dễ đấy hả? Mỹ mãn gia đình. Vâng, nó cũng có một phần. Nó cũng tùy. Các bạn là cái kỹ thuật dâm chiết nó phải. Thời điểm tỷ lệ nó sống nó cao hơn. Xanh dáng siêu và dáng rất là đẹp, một trong những cây dáng siêu có bộ bóng rất là đẹp và côn trong vườn anh Thọ. Bác nào cảm thấy hợp thì bưng về nhà nhé, giá cả rất hợp lý. Tay chân được mà làm rất là côn. Rồi, thôi vậy nó đẹp rồi. Mình cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo nhé. Các bạn đến điện xá thì cứ ghé
vào vườn của anh Thọ để chiêm ngưỡng những tác phẩm rất là đẹp trong vườn anh. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Trung Bonsai được phát triển hơn nữa. Xin thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.